Ngày hôm qua lẽ đương nhiên một trong những uh, điều giao thông ở Inglewood uh, và đến sáng ngày hôm nay nghe những cái báo cáo mấy uh, có phải phải nghe qua những người này mới biết được cái thực tế nó như thế nào. Thì có người đàn ông sáng nay trả lời uh, phỏng vấn, ông nói rằng cũng vui lắm. À, mặc dầu sống gần với uh, SoFi Stadium nhiều khó khăn mỗi khi uh, ngày uh, cuối tuần là lúc nào cũng kẹt xe ngay trước nhà cả nhưng mà nhờ Super Bowl ông bán được một chỗ đậu xe được 300 wow. có 300 thôi nhưng mà cái chỗ của ông đi bộ tới sau Stadium 18 phút đồng hồ ừ. tức là cặp đó họ họ chạy vòng 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 cuối cùng thì ông dơ cái bảng, á ông ừ. để parking để chứ 300 đồng luôn thì cái người đó đậu vô thì ông nói rằng uh, chịu khó đi bộ thẳng tới đó, 18 phút đồng hồ thì tới. Cũng Vậy được, mà người ta vẫn... Cũng được. Rồi chưa hết, phút, yeah. đi bộ 15 phút thì 400 đồng. Oh, Tức là đi bộ càng, càng gần còn. đến. Thì có chỗ như Ngọc Lan đã thường trình trước đây, cả ngàn đô la vẫn có người phải trả. Ừ. Nhưng mà cái giá 300 đồng, rất nhiều người sáng nay họ vui lắm. Họ nói ít nhất tôi cũng được tiền trợ nhờ cái Super Bowl này có nghĩa là nhờ Super Bowl nhiều người có thể kiếm được uh, tiền rất là nhiều ừ. uh, qua cái trận này uh, còn riêng đối với lại uh cái cái những cái cái cầu thủ mà họ mà được thêm tiền thưởng thì ừ. khỏi nói hả anh Thụy. Yeah. Chắc kỳ trước anh Thụy đã nói chuyện dạ. tiền thưởng phải không? Quá tiền nhiều. Rồi bao nhiêu? Quá nhiều. Được. Ngoài cái chuyện tiền thưởng mà truyền thưởng thưởng thêm thôi cả thắng cả thua gì cũng đều có thưởng hết. Mà ngồi ngay tại đó không có có nghĩa là có mặt không có tham gia vô trận nhưng mà có mặt ở đó cũng có tiền thưởng những cái thì, cầu thủ đó. Yeah, trước yeah. Uh, trước ngày chủ nhật đó đến ngày thứ sáu chúng tôi vẫn vào để xem vé vẫn có available có nghĩa là có người vẫn bán vé đó yeah. thì à, những cái ghế còn một vài chỗ ở trên đỉnh á thì nó trên ba ngàn đô la một vé mm. thì ngày hôm qua quý vị nhìn thấy cái hàng mà lúc mà ống kính nó quay sát lại đó những cái hàng ghế mà ngồi gần để xem thì khủng khiếp ha cả chục yeah. cả mấy chục ngàn đô la một vé tôi cũng tôi có xem theo dõi thì họ vẫn còn một số ghế còn, còn chóng đến ngày thứ 6 đó, thì thấy ở trên đỉnh là 3 ngàn mấy, xuống chút xíu thì 5 ngàn mấy, xuống chút xíu nữa 7 ngàn mấy, xuống gần với cầu trường là 20 ngàn, mười mấy ngàn luôn. Yeah, Vậy sợ. mà có người vẫn yeah. sẵn sàng bỏ ra thì chuyện đó là chuyện của Super Bowl nhiều thứ để mình nói lắm à, rồi à, Ngọc Lan bởi vì không xem chúng tôi cũng xem à, quảng cáo bởi vì họ nói rằng có những quảng cáo họ chỉ chờ đến Super Bowl Đúng rồi. như chúng dạ. tôi đã thưa đó à, khi bắt đầu khai mạc đó thì cái giá vé à, giá để mà quảng cáo 30 giây đó nó khoảng 7 triệu đô la cho 30 giây. Yeah, nhưng mà that. có họ cắt ra có những cái quảng cáo họ cắt ra 15 giây là vị trí làm đôi. Yeah. Thì nhưng mà 15 giây cũng phải trả đến 3 4 triệu đô la. À, có những cuốn phim sắp tới đây chúng tôi cũng vui rồi xem những cái quảng cáo thì họ cũng nói khá nhiều. À, đặc biệt thì đó là những điểm à, đáng chú ý. Nhưng mà rồi à, chúng tôi ngay lập tức mình biết chiến thắng mà về cho đội nhà thế nào cũng xảy ra cái trụ và xuống đường bảo nữa. việt nam gọi là đi bảo đi bảo đi đốt và đúng là đốt <laughs> dạ. phá luôn nữa trời ơi có nghĩa là ngoài cái lúc mà mà trận đấu đang diễn ra đó có những khán giả mà cuồng nhiệt á có họ lao yeah. xuống dưới ngay ở, ở dưới cái, cái cái gọi là sân gọi là sân gì sân banh ha. à dạ yeah. họ lao xuống dưới luôn thì chưa biết là người ta không biết là mục đích của những người này là họ lao xuống để làm cái gì để họ biểu lộ cái yeah. sự là cuồng nhiệt của họ hay là cái gì thì dĩ nhiên những người những người bảo vệ đó security yeah. phải lao ra bằng mọi cách để chụp cái người đó lại người đó cũng trở nên nổi yeah. tiếng ha. rồi xong rồi sau cái giờ sau cái giờ mà nhưng Ngọc Lan chiến nói sau 7 giờ sau chiến thắng đó từ lúc mà bắt đầu 7 giờ mấy phút ừ. là mình nghe pháo bông nổ và xung quanh Eulay người ta nói là đầy hết và rồi. chưa kể rồi nhiều người lợi lợi dụng cái chuyện đó rồi đi hôi của nữa yeah. rồi đập phá xe Đúng, có đủ thứ gian, hết vâng. trơn hả? Dạ yeah. Đây là những hình ảnh kênh KT LA họ ghi nhận được sau giờ kết thúc. Và người dân ở LA họ nhìn uh, trên đường phố ở downtown LA thưa quý vị họ kéo xuống đường. Uh, Xui cho những chiếc xe nào lúc đó đậu trên đường phố thì bị đập phá rồi xe bớt rồi uh, đấy quý vị nhìn thấy đó đám trẻ họ ùa vào những cái tiệm gần đó để phá rồi hôi của những hình ảnh rất đáng tiếc xảy ra nhưng mà rồi sổ Nổi cảnh sát họ nói rằng họ monitoring họ theo dõi rồi, bởi vì đám đông nó đông quá đi và họ cũng thấy rằng do cái tình trạng mà chiến thắng đấy quý vị nhìn thấy đập vào họ đi hôi của rồi cũng phải xảy ra thôi nhưng uh, điều đáng tiếc uh, nhất là những hình ảnh này uh, chiếu trên uh, khắp thế giới cho người ta nhìn thấy. Yeah cái cái điều này mà cái cái chuyện mà ở Việt Nam á, hay cái mỗi lần đá banh xong á, chiến thắng họ kêu là đi bảo còn ở Mỹ này thì người ta cũng biểu lộ cái sự cuồng nhiệt đó nhưng mà theo tin tức cho biết là đến 10 giờ rưỡi tối thì cảnh sát đã phải bắt đầu yeah. kêu gọi giải Kéo tán vào. Yeah. nếu là quý vị mà có ở trong có mặt ở trong cái đám đông đó là coi như là những cái thành phần bất, bất hảo, hảo. Yeah. cho nên là đến 11 giờ thì phải chấm dứt những cái chuyện này à, sau đó thì đó những cái cảnh tượng mà như quý vị đang nhìn thấy đó đi hôi của rồi sau đó cảnh sát phải điều động rất là đông người xuất hiện rồi à, người ta cũng nhìn thấy bắt đầu có những cái cuộc mà bắt giữ ở trong đó có súng nữa đó rất là nhiều ừ. thứ đã xảy ra nhưng mà dù sao thì với cái trận thắng ngày hôm qua đó à, mặc dù ừ. nhiều người không xem giống như Ngục Lan nhưng mà cũng không thể không bị cuốn hút vào trong cái không khí của người dân ở ngày Eo Lê với những cái nghĩa là ít ra trong đầu mình cũng có khái niệm Super Bowl ở Mỹ là nó là như vậy đó mà ừ. người ta từ ngày thứ bảy là mình đi Costco đi chợ đã thấy người ta đi mua hàng và yeah, yeah. đi mua mà mình nhìn là biết ngay là họ mua để chuẩn bị cho những cái yeah. cái trận ngày thứ Chủ Nhật để mà xem.